Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn, và lại là em Phạm Huấn đây. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh thì hôm nay em trân trọng giới thiệu cho các anh chị cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao nhà bếp, dao kéo nhà bếp bao gồm 5 món. Đấy, thì bao gồm nó có một con dao chặt này, một con dao thái này, một cái kéo cắt gà, một con gọt hoa quả và một con kéo nhà bếp. Đấy. Hàng bên em rất là nhiều hàng để phục vụ anh chị luôn, và bao hàng tốt, giá tốt trên thị trường cho anh chị em và các bạn luôn. Đây, đây là cái con dao chặt này. Đây là cái con dao thái này, kéo cắt đây, và con dao gọt này, và kéo nhà bếp này. Em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một để anh chị xem. Các anh chị có nhu cầu để mua sản phẩm thì có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình đây. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu cho anh chị cái con dao đầu tiên, đó là con dao chặt này. Đây, anh chị mua hàng để ý nhá, hàng sản phẩm là phải có chữ Made in Japan, thế này mới là hàng chính hãng này. Hàng nhái trên thị trường là nó sẽ không có chữ Made in Japan, mà nó chỉ có cái chữ Nhật trên không. Đây, và cái dòng chữ Seki Made in Japan này. Con này của nó thì độ dày là 3,5mm nhá. Đây. Đấy. Nó rất là dày luôn. Dày 3,5mm. Dày 3,5mm luôn. Đây anh chị quan sát này, đấy, dày tới 3,5 và 3,8mm luôn. Đấy, tương đối là dày này. Đó thì là đó là cái con dao này, và cân nặng của nó là gần 7 lạng anh chị nhá. Chúng ta chặt thì cực kỳ là đàm tay luôn, phần lưỡi này cong rất là dễ chặt này. Đấy, thân liền này, phần chuôi được hoàn thiện rất là tỉ mỉ này, chốt 4 đinh thép này, 3 đinh thép này. Đó. Tiếp theo là cái con dao thái này, con này thì vừa lọc vừa thái được hết, tại vì nó có cái phần mũi nhọn. Đấy, chúng ta có thể lọc xương và thái rồi gọt hoa quả cũng rất là ok. Em sẽ test thử cái tờ giấy A4 cho anh chị xem này. Đây. Đây. Đấy, anh chị thấy không? Cắt cái tờ giấy nó ngọt như không này. Đấy. Rất là ngọt luôn. Đấy, này. Đấy. Những cắt thẳng mà còn cắt được cả chéo luôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn anh chị thấy không? Đấy, nó rất là dễ cắt. Rất là ngọt này. Đi rất là ngọt luôn. Dày mỏng là tùy theo chúng ta điều chỉnh nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Đây, nó là cái dòng liền thân như này thì dùng cực kỳ là bền đẹp luôn. Đấy, phần chuôi cũng được làm rất là tỉ mẩn này. Đấy, tiếp theo là cái con gọt hoa quả này. Đây. Cũng siêu sắc siêu bén luôn anh chị thấy không? Cũng kém, không kém gì luôn. Đấy, cực kỳ là ngon luôn anh chị thấy không? Nó rất là sắc bén luôn nhá. Lọc giấy cực kỳ là sắc luôn. Đó, con gọt hoa quả này rất là nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo là cái kéo cắt gà cắt vịt này. Đấy, chúng ta dùng trong nhà bếp cực kỳ là tiện luôn, cái phần mở của nó rất là lớn này. Đấy, cả một con gà con vịt to chúng ta đưa vào là chúng ta xiên cắt được luôn. Đấy, dùng xong chúng ta lại ấn cái lẫy này vào. Rất là sạch đẹp. Con này cũng dày, độ dày là còn đến tới 4mm cơ. Đó. Tiếp theo là cái con kéo nhà bếp này, thép SK5 này, hàng Made in Japan luôn. Anh chị thấy không? Đấy, cực kỳ là chất luôn nhá. Nếu anh chị mua trọn bộ 5 sản phẩm này thì cái giá của nó là 550.000 cho trọn bộ 5 sản phẩm này. Đấy. Còn nếu anh chị mua lẻ từng bộ, từng chiếc một thì cái con này là 250 này, con này 120, con này 120. Con này 80.000 và con này 100.000. Đó. Còn nếu anh chị không mua cái kéo nhà bếp mà chúng ta chỉ lấy 4 sản phẩm này thôi thì cái giá của nó về là 480.000 anh chị nhé. Đó, thì các anh chị có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ này. Hàng bên em về rất nhiều luôn để phục vụ các anh các chị. Rồi, xin chào lại các anh chị ở video sau.